Hello, em xin chào tất cả mọi người nha. Này là bữa nay là em mới làm gì cả nhà? Là tối nay là chủ lai tuy nha, chủ lai phở, chủ lai tơ nha. Chung là ngày mai là ngày lễ chủ lai phở bắn pháo bông nha cả nhà. Đó, tối nay cũng bắn bắn rồi. Rồi anh Ken á, nó từ thành phố chạy xuống quê bùng quê nhà em nha. Đó, cô đem quá trời cù thịt dê cả nhà. Đó, bây giờ em sẽ chế biến tối nay barbecue nha. Rồi qua nhà biết gì qua hồ bơi chơi cả nhà. Đó. Còn tủ lạnh thì tối qua em có ướp sẵn mấy cái thịt bò này cả nhà, thịt bò với lại xiên que với lại đùi gà nha. Đó. Bây giờ em sẽ ướp sẵn xong mà em đem qua em sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha. Cả nhà, đó mấy cái thịt 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 dê này cả nhà, đó người ta thui sẵn hết nha. Bây giờ em rửa rửa sơn cái bắt đầu em lấy rượu với lại xạ nha, với gừng nha, bắt đầu em rửa cho kỹ nha. Tại vì cái này không làm kỹ nó hôi lắm. Còn mấy cái xương này em sẽ lửa ra lát em ướp cao em nướng như thế nào đó. Còn mấy kia em nấu lẩu nè cả nhà. Cả nhà ơi, nói chung nãy giờ em cũng ướp xong xuôi hết nha cả nhà. Đó, nói chung là tra với lại xả với lại mấy cái gia vị thường ngày bên kia nha cả nhà. Nói chung là em theo khẩu vị của em thôi. Thật sự mà nói lần đầu tiên em làm cái món này nha. Đó, còn cái xương đồ á em bỏ rồi áp súp là em đang nấu như cả nhà. Nấu nóng wow. Nóng lắm. Áp suất em bỏ mấy cái thuốc bắc đồ này kia cả nhà, giống như là nấu như dạng dạng như xăm bộ lượng vậy đó, nấu canh húp cho nó khỏe nha cả nhà, đó. Còn bây giờ chuẩn bị là em đi tắm xong là em qua bên đó nha, đó. Cả nhà ơi, nói chung là cái nồi áp suất nó mạnh lắm, giờ khoái hết nhà luôn cả nhà, kia lắm. Là vì em đặt cái tốc độ cao nhất á, cái nồi là 10 độ cả nhà. Ok. Nha. Bây giờ mang yên ngồi đi luôn cả nhà. Đó. Ơi. Không cần đi luôn. Để con cầm cho. Con cầm cho. Con cầm mà lo gì? Ngồi được không? Ngồi được 7 người không? Thì em chui vô đó luôn đi. No, tao sợ bưng cái nào. Rồi, em vô đây luôn. Nó được mà. Con đi lên nó lấy xe. Nó lấy xe đổ đó. Đây cả nhà, nói chung leo lên đây ở sau bít ra dịnh đồ nha cả nhà, nó không có dịnh đồ nào, nó sẽ mấy cái này sẽ vứt ra nha cả nhà. Ó hiện tại em đang ở đằng sau. Thấy có leo đeo đuôi xe dịnh này cũng vui chứ. Giờ kêu em xuống xe sao em xuống được, đâu có chỗ nào mở đâu. Để em nói gì chỗ nào mở đâu chị. Ủa, đây biết đó hả? Hello chú. Dạ dạ để con về. Dạ. Okay. Dạ, đậu xe lên bãi cỏ luôn cả nhà. Đó, bây giờ mấy anh em mà khiêng cái đồ vô nha cả nhà. Đó. Để có cái con sắt cái kia. Đi vô trước đi, em xách cái kia sau. Đó. Giờ em lấy chìa khóa xe đó, quên chìa khóa xe rồi. Chắc tối nay trời mưa nha cả nhà. Đó. Còn vịt đồ nữa cả nhà. Sao cũng khen. Về chưa? Ở đồ không bơi à? Không. Tao tắm rồi. Sao bé bé? Tê chê? Uống mấy miệng nước rồi. Người bán gì? Kiếm đậu lo. Cả nhà ơi, nói chung nãy giờ cũng mang hết đồ vô nha cả nhà. Bây giờ mấy anh em bật lò lên chơi thôi. Đó. Đây là những đứa nhóc đang bơi cả nhà. Đó, những chậu. Đồ. Phía này nhanh lên, có kênh tao không? Phía này có kênh tao không? Có coi à? Nó có thế không? Không không lắc là đốt nó chạy hết rồi. Nó chả nó sập à? Nó cho miếng quần xám mà lo. Đây nè, đang cái lò đang cũ nha, nhưng mà bây giờ em che lại. Nó
là cho nó khét là tràn cái sạch luôn nha. Đó. Bây giờ mấy con mấy đứa cháu mấy đứa con đang bơi nha. Ken, cô Nguyệt. Đây đây, chuẩn bị đây. Mấy con ghẻ biển nha. Ghẻ đó. Ồ mập đi. Được con này. Ba hù được một người nha. Cái thằng chạy bự bự ok. Cái này không trà sẽ nó thúi lắm á. Con này bị chết hả? 2 giờ tới đây hả? Giờ mai nó mới về. Ngày mai chơi ngày mai xong rồi chắc tối mai sẽ về. Lên thăm một con nuôi nha. Con này bán pháo bông mà, con này đi coi pháo bông. Đi đâu coi? Đây nè, thằng đây à. Đi bộ nha. Mấy giờ bắn? Tối. 10 giờ. 10 giờ 8 giờ. Hả? Nướng thịt thôi. Không có gì. Nhà ông nướng thì không ngồi mà. One, two, three. One try again. Yeah. Okay. Một người chờ hai người nhìn nè. Rồi, một người đi đứng thì thôi. Cái xuyên que đứng được đó. Cái bóng đâu cho tôi chơi, chơi bóng độ rồi. Quay. Hello Nini. Chị nghe làm gì đây? Đi rửa trái cây để đi ra gọt. Wow, tươi quá nè. Cái đít nữa là xong. Đây nè, ghẻ của... Quá gì hả? Rồi. Bị ngoại tình rồi. Phốc phốc. Cắt ra mơ tụi bây em chứ để đi tìm gì. Bực hả? Thôi chứ chị nghe luôn. Mọi đồ nướng mọi luôn chứ. Cái gì cho? Mà tôi ăn cây. Bị đi liền mở. Em biết kia chứ mày mở nước đi. Hả? Mở thêm nước đi. Mở nước ở đâu? Ra đi đi. Nước gì? Đưa đó còn bưng vô làm gì? Bưng ra ngoài luôn. Không ăn nữa. Không bưng ra ngoài luôn. Chưa ai ăn. Sao vậy? Làm sao vậy? Không gì vậy? Dạ mà thấy đưa dữ vậy. Đây. La đi. Má là mà hay quá là không có ta ở đây cơ mà tao mãi cho thằng Rất Kỳ nó hỏi là sao. Dỡ nước. Làm gì độc phân mà làm gì đơ dữ vậy? Nó thiếu nó đơ. Thiếu cu nữa. Thôi bà. Thế mày làm gì? Bà mà bây giờ mà có cu nữa chắc là bà chết luôn, chắc tại chỗ luôn. Nó có cu nó tỉnh liền. Mực chị Nga mới mua trên chợ về.
chưa rửa đâu. Bỏ đây ra, ok. Bữa nay là đàn ông lộn đàn bà đứng chơi. Đàn bà chỉ ngồi chơi thôi, để chơi đàn ông hết. Chị Nga có xào không? Xào bên nhà có. Xào nhiều lắm, để chạy qua lấy cái này lấy. Lấy à, chán gì nữa. Tắt cua có xào mới thơm chứ. Hành kiểm không á? Bữa nè, chị đi rau. Đi Việt Nam á, đóng cái gì không biết sao hả? Ủa? Nhưng mà ăn không? Bà già năm sau không qua chơi à? Bà già. Cái bánh thùng tôm mà Việt Nam đi qua hả? Rửa mực. Ô mưa à? Mưa càng tốt. Ô, ngon à. Mực tươi. Mực cực kỳ ngon luôn. Bữa nay mấy anh em chơi giải cây luôn cả nhà. Ủa con thơ này về nhà luôn à? Hả? Về tặng đó. Không biết nó chửi anh nói làm chơi nó cũng muốn qua nhưng mà nó vừa nó giờ tắm rồi chưa có gì nó gọi mà đó. Đây. Bây giờ vừa trời mưa vừa chơi luôn cả nhà. Trời ơi, tắm mới đã nè. Thu nãy phô mà trời mưa. Bắn như sao bắn được nữa. Đó. Ừ ơi, con eo lên tắm đây được á. Chắc về chưa đâu cái nào. Về lên rồi. Đâu. Ô hồi nãy quên mang cái đèn đi kìa. Cắm vô rồi. Cả nhà miếng nha. Tao quên nói dặn mày luộc qua mấy lúc. Tao dặn mày luộc bên dặn mày luộc qua mấy lúc. Đợi chiều qua. Bước rồi. Ngon, cái này ngon mà. Anh kèm theo thầy lúc anh chạy qua thịt bò đó. Thầy thầy sao thầy ăn thịt bò thầy? Ông hả? Thích luôn, cái này là người ta nói là tu tâm chứ không tu khẩu. Ờ. Hiểu không? Tu tâm không tu khẩu. Thầy này không được à, thầy này không ăn chay nha cả nhà. Thằng này ăn thịt không à, không thích ăn chay. Này tu ai tu tâm. Cả nhà ơi, kiểu này là chắc đang tiệc sớm quá. Ô kho mưa báo bão bùng. Ô. Bảo dám ăn. Đồ kẹp đâu rồi. À. Sao vậy, năm sao? Lạnh đi. Kiếm cái đồ kẹp đá. Chạy nha, hãy chạy. Chạy đi. Đứng đi. Con hết rồi đấy. Con mà. Ờ. Cái gì bọn ông ăn nữa. Nó có xích cái băng vô cà phát này chỉ đấy. Thôi nó tạt á. Ờ. Dạ. Sao đi cũng tạt này, cái trời ha. Chị Kiều ăn đi chị Kiều. Cái gì đang nấu á? Lên vô chị. Viên nạc tạt ngoài cái gỗ á. Bò. Okay. Tôi kéo tới đâu là hắn nữa. Con không có vô mà đi vô đi nào. Được. Hổ sắm à? Hổ ăn mà. Hổ sắm à? Good. Hổ sắm không? Hổ sắm à? Dạ. Dạ đóng vô rồi, bước rồi. Ui, mấy anh em đóng tiêu rồi. Luộc sơ qua cái. Đâu mất tiêu anh biết gì đâu, mất tiêu ta. Không ăn à? Không hành nó dài. À. Thôi. Mời cả nhà miếng thịt bò nha. Thịt bò hơi mặn. Ồ. Bữa nay cái gì cũng mặn. Bảo tiền. Bữa nay cái gì cũng mặn hết á. Mặn hả? Sao? Mặn thì có rau đây. Có ớt này kìa. Rốt à? Rốt à? Cậu. Sao thêm mấy đệ? Thêm mấy đệ bên này uống rượu à? Đúng rồi. À. Ta nói rồi, tu tâm chứ không tu khẩu. Còn, dạ. Được không? Lâu lắm mới có thầy về đây chơi. Dạ, mời thầy. Mùa thoại nhiều nhất là trời động. À. Động là mưa luôn, khắp luôn. Mày đừng nói là thầy biết thực tế mà đôi khi bị sợ bị cho nó nén nhặt. À, vậy mới nổi tiếng chứ.
hết là tự được rồi, đúng không? Đúng không? Đổi hướng rồi. Đừng có chị chứng chanh. Hướng cảng ngoài chắc là đang mưa cả nhà. Phải thích mình sẽ xuống đây các trời mưa nha. Dạ ăn bông bê cá xuống rồi. Bê này mới ngon chứ trời đó. À, hổ xịt. Uống từ đâu hả? Tôi đang để nhà bếp tắm nước. Hả? Cả nhà ơi, nói chung là vẫn tiếp tục đang đứng cả nhà, ở ngoài trời mưa rất lớn luôn, nhưng mà hiện tại ăn hết đồ rồi cả nhà. Đây là cái ghẹ còn chưa chín nữa nha, đó nướng thêm bò với lại mấy cái đồ nha cả nhà. Còn bên kia thì đang ăn uống nha, đó lại rất mua khách nuôi nha. Đó, đây trời cũng rất là đặc biệt luôn cả nhà, rất là vui luôn đó. Vô ra ăn tiếp nha, lấy dù che vô quất. Thôi con, uống cho đi, uống cho đi. Uống đi. Đồ bổ mà. Đừng chụp đi nóng nha. Nóng á. Ok, cái này cái này cái nha. Nóng 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 thiệt. Nóng á, nóng á, tại là nó nóng rồi mà. Mình nhìn dầu vậy chứ nóng. Đẩy nó lại cho nó nóng rồi thì ra. Ngon, hậu sực. Cái này là nước sọt á. Cái này là ai mà cái này lúc biết nghe cái này mà thật sự mà hồi xưa mà ha mình đang bồ với ghẻ đúng không, hấp này vô là chết cá đúng không hả, đúng không thiệt mà chạy ra cho thoát. Thầu thừa của nó biết đâu dạ chết cũng được, dỗ chua được chưa chú uống được chưa không được à, dạ 30 ngày uống được. Mềm không, có xương nó mềm không? Chưa ăn, chưa mềm mà còn gai à? Cô Nguyệt nói mềm là chắc mềm, mềm luôn. Cứng nhỏ ra là con Nguyệt nó cứng là chắc cũng may ra cũng ok thôi, chứ còn con Nguyệt mà nó mềm là bao mềm luôn. Cả nhà ơi, nãy giờ trời mưa 7 giờ, bây giờ hết mưa cả nhà, bây giờ ra quay được rồi đó. Hiện tại là em đang ở ngoài nha cả nhà, nhưng mà cũng mua chăm chăm đó, đang đợi bò này chín rồi, bây giờ đợi cái thằng dê nha cả nhà. Dê ngon lắm, cực kỳ ngon, ướp chao nướng cực kỳ hết sảy nha. Nhưng mà cái tụi em bữa nay hơi bị mặn nha, nhưng mà không ngon. Mà miếng giảm cho tiếp tục ăn bún cả nhà. Giờ cái cải cha là ba con đốt con giảm ba cái cải sạc này mà đâu là sạc nên sợ tiền bảo, ba sợ tiền bảo. Thành ra là cho mình biết nếu cái trái là còn thì là cái tôm